chào mừng toàn thể quý vị khách quý, quý thầy cô và các bạn học sinh sinh viên đã đến tham dự lễ trao học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam năm học 2016-2017 dành cho sinh viên khu vực miền Nam tổ chức tại Nhật Việt Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức một phần biểu diễn hợp xướng của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với nhạc phẩm Ru Con và Trống Cơm với phần chỉ huy của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Điệp. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tình ta,
Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Điệp, xin cảm ơn lời xuất thực hiện và các bạn sinh viên.